Thời gian qua, cựu người mẫu Phan Như Thảo gây chú ý khi giảm tới 22kg và thành công lấy lại vóc dáng thon gọn. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, người đẹp 8X đã đăng tải đoạn clip chia sẻ khoảnh khắc dùng bữa tối cùng chồng. Kèm theo đó, Phan Như Thảo viết: "Khi nhà có vợ giảm cân, chồng cũng phải chỉ ăn rau và không tinh bột." Trong clip, Phan Như Thảo và chồng là đại gia Đức ăn dùng bữa tối với salad rau trộn và hoàn toàn không có sự xuất hiện của món ăn được làm từ tinh bột. Bài viết của Phan Như Thảo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều netizen cũng đã để lại lời nhắn bày tỏ sự ganh tị trước độ cưng chiều của ông xã dành cho cô. Trước đó, Phan Như Thảo từng chia sẻ, để thành công trong quá trình giảm cân, cô đã tránh không ăn các món có thành phần tinh bột, tránh xa chất béo và nhịn luôn việc hấp thụ đường từ trái cây ngọt như nhãn, xoài, đu đủ. Bên cạnh đó, mỹ nhân Sài Thành cũng hết lời khen ngợi chồng vì đã hỗ trợ cô nhiệt tình trong quá trình giảm cân. Để Phan Như Thảo có được thành quả như hiện tại, doanh nhân Đức An đã rất tâm lý khi chủ động cùng bà xã bước vào chế độ ăn uống khắt khe, thậm chí, lúc ăn món khác cũng phải lén tìm chỗ kín để tránh làm bà xã thèm. Còn bạn thấy hành động của ông xã Phan Như Thảo thế nào? Đại gia Đức An có xứng đáng trở thành chồng nhà người ta trong truyền thuyết không?